gây ra những tác hại gì. Khi sử dụng smartphone dưới cái nắng gay gắt hoặc với nền nhiệt cao, chúng ta đôi khi để ý rằng smartphone sẽ chạy chậm hơn rất nhiều so với bình thường. Xuất hiện giật LAG chuyển động và hao pin nhanh. Bên cạnh đó, dễ thấy máy có nhiệt độ cao hơn đáng kể. Có trường hợp nóng gian trên tay dù chẳng sử dụng tác vụ nào nặng hoặc thậm chí đang đút trong túi quần. Trên thực tế không chỉ riêng smartphone, mà tất cả các thiết bị điện bao gồm chip xử lý, pin, vi mạch đều được thiết kế để chịu được một mức nhiệt cố định sản sinh trong quá trình hoạt động tuy nhiên điều đó không bao gồm những tác động từ bên ngoài như nhiệt độ hoặc thời tiết do vậy nếu phải đối mặt với quá nhiều tác động gây nóng thì smartphone nói riêng hay những thiết bị công nghệ nói chung sẽ bị rơi vào tình trạng quá tải nhiệt trong đó pin và chip xử lý là hai bộ phận dễ gặp sự cố nhất để hạn chế điều này các bộ phận như chip xử lý sẽ được nhà sản xuất giới tự động hạn tốc độ như một cơ chế an toàn nhằm hạn chế việc nóng lên và đảm bảo an toàn cho thiết bị bên cạnh đó pin trên thiết bị cũng bị nóng lên thậm chí có lúc xuất hiện cảnh báo máy tự tắt nguồn và thậm chí là nổ pin nếu như quá nóng, nếu tình trạng này kéo dài, pin và các linh kiện trên thiết bị sẽ bị giảm tuổi thọ và dễ dẫn tới hỏng hóc.